em ngã anh nâng. Câu nói này còn mang cả hàm ý nghĩa đen đối với anh em Lê Văn Duẩn, Lê Nhật Minh, cặp anh em nổi tiếng trong làng xe đạp Việt Nam. Họ giống như cặp song mã với sở trường bứt tốc kiểu xích thố, giúp xe đạp Thành phố Hồ Chí Minh thống lĩnh đường trường trong khoảng chục năm trở lại đây. Nhưng quá nhanh thì cũng quá nguy hiểm. Để mang lại những thành công ở cả cấp độ cá nhân cũng như đồng đội, Lê Văn Duẩn, Lê Nhật Minh từng không ít lần phải kinh qua trải nghiệm cận tử trên những cung đường vạn dặm đẹp như mơ, nhưng tử thần luôn rình rập. Cứ thế, họ cùng nhấn bàn đạp, cùng bứt tốc, cùng vượt qua tất cả cho đến khi vòng xe lăn qua vạch đích. Anh em Lê Văn Duẩn, Lê Nhật Minh quê ở Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Nhắc đến quê quán để xác tín rằng họ mê xe đạp và đi theo cái nghề này như một điều tất yếu. Người Hóc Môn dường như có cái thú đam mê tốc độ. Huyện ngoại thành ấy từng là cái nôi khét tiếng của đua ngựa và đua xe đạp. Do hoàn cảnh không cho phép, thú chơi ngựa đua đã tàn lụi, nhưng cái thú chơi ngựa sắt thì vẫn là một niềm đam mê bất tận với người dân nơi đây, đi sản sinh ra những cua rơ lừng danh như Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Nam Cực và thời hiện tại là anh em nhỏ Lê. Xe đạp đến với mình chỉ là tình cờ thôi. Thì lúc nhỏ thì mình có ông anh có một người anh nữa chơi xe đạp, nhưng mà chỉ chạy trẻ học sinh thôi. Lúc đó thì mình thấy thích thì mình xin đi theo, rồi gắn bó luôn tới mình với mình tới bây giờ. Mình đến với xe đạp là vì thấy anh của mình chơi xe đạp nên thích bộ môn này và đi theo nó. Lê Văn Duẩn là anh trai và cũng là thần tượng của mình. Như vậy, Lê Văn Duẩn bắt đầu chơi xe đạp phong trào theo ông anh cả từ năm 2002, rồi lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Đỗ Thành Đạt, khi ấy đang nắm quân bảo vệ thực vật Sài Gòn. Cậu em trai Lê Nguyễn Minh khi đó là thành viên của đội đua học sinh trường trung học huyện Hóc Môn, rồi cũng theo anh trai đi theo nghiệp xe đạp từ năm 2008. Về anh em Lê Văn Duẩn với lại Lê Nguyễn Minh thì cái khả năng nước rút rất là nổi trội. Đó cũng giống là một gen của hai anh em, cũng như là lúc mà Duẩn chơi thì Minh chưa chơi. Minh nó chỉ có là đi theo lâu lâu đi vua thôi, chứ cũng chưa, lúc đó chưa xác định là đua. Mà khi mà bắt đầu tập tành, bắt đầu Đỗ Anh Đạt, huấn luyện viên trưởng thấy có gen thật thì bắt đầu mới cho thử rút mấy lần, thì rút là không thua Duẩn bao nhiêu. Nên là từ đó là phát triển, tập trung phát triển hai anh em về nước rút rồi. Giống anh trai Lê Văn Duẩn, Lê Nguyễn Minh cũng là một chuyên gia nút rút, nhưng xe đạp là môn chơi của tập thể. Một cá nhân rút thắng để đoạt được những tấm áo vàng hay xanh cần hỗ trợ của cả một ekip thầm lặng. Ví như đội VUS Thành phố Hồ Chí Minh luôn có những tay đua âm thầm cống hiến, thực hiện những nhiệm vụ khống chế, phá sức đối thủ như Mạnh Nguyễn Hùng để dọn đường cho các chuyên gia nước rút bứt tốc trước vạch đích. Thành phố Hồ Chí Minh có tới hai chuyên gia nước rút cùng hỗ trợ nhau là anh em họ Lê, giống như cặp song mã cùng tăng tốc, nên ekip này luôn có lợi thế ở những thời khắc quyết định. Xe đạp là một bộ môn ekip và ekip đó chính là đồng đội. Nhưng đặc biệt hơn cả đó chính là khi hai anh em cùng đấu một đội và cùng một sở trường thì sẽ tạo nên một sự kết hợp và một sự thi đấu rất là nhuần nhuyễn trên đường đua, và anh em sẽ rất hiểu ý nhau. Vì vậy khi đội đi những đội kết hợp lại thì có thể nói rằng các vận động viên rất là khó chịu với hai đội này. Lê Văn Duẩn, Lê Nguyệt Minh là hai vận động viên có tố chất về nước rút. Có lẽ gia đình của họ Lê là các vận động viên sở trường về nước rút. Hai anh em với sở trường như vậy thì bổ sung cho nhau rất tốt, và đó cũng là điểm lợi thế của xe đạp Thành phố Hồ Chí Minh khi đánh những giải áo xanh. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có hai mũi nhọn, và như vậy xa luân chiến rất khó cho các địch đội bạn. Đó là một lợi thế. Lợi thế rất lớn về tinh thần và kể cả là sự hỗ trợ nhau ở trên đường đua và sau khi kết thúc những chặng đua. Tôi thì chắc có lẽ là tôi cũng là một trong những người chứng kiến rất nhiều về cái tình cảm giữa anh em Duẩn và Minh. Có lẽ cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những kỷ niệm mà nhiều người hâm mộ cũng như là trong giới chuyên môn đều biết được rằng Duẩn và Minh chăm sóc nhau và hỏi han nhau như thế nào.
tình đồng đội và anh em, một cặp song mã sau lần chiến giúp họ bao lần cùng nếm men say champagne trên đỉnh vinh quang. Chiến thuật ấy giúp Lê Nguyệt Minh đoạt áo vàng giải Nam Kỳ khởi nghĩa 2009, các áo xanh ở giải báo quân đội 2017 và cúp truyền hình 2 năm liên tiếp 2017 và 2018. Ông anh Lê Văn Duẩn thì đã sưu tập đủ các áo vàng, xanh và chấm đỏ tại các giải đua uy tín trong nước. Còn tại đấu trường quốc tế, Lê Văn Duẩn đã mang về cho đội tuyển xe đạp Việt Nam một huy chương vàng đồng đội cùng 2 huy chương bạc cá nhân tại các kỳ SEA Games 2013 và 2015. SEA Games đó là năm 2015 được tổ chức ở Singapore. Thì em với cũng gần hết tuổi rồi, thì hết cái tuổi vận động viên chín mùi thì em cũng cứ nghĩ là cái lần đó mình đi thì mình chỉ đi du lịch thôi, rồi cuối cùng mình về mình xin nghỉ khỏi đội tuyển rồi mình về câu lạc bộ mình chơi tiếp. Nhưng mà vô tình thì cái đó cũng là cái duyên, thì em cứ nghĩ cứ thoải mái thi đấu thôi thì nó đến với mình, rồi mình nghĩ rất là tốt. Những chiếc áo vàng, xanh và chấm đỏ, những chiếc cúp đồng đội, rồi những tấm huy chương SEA Games đủ màu, anh em nhà Lê Văn Duẩn đã có. Nhưng đằng sau vinh quang là một câu chuyện khác, câu chuyện tử thần cứ rình rập ẩn hiện trên những cung đường tưởng chừng đẹp như thơ, buộc họ không ít lần phải trải nghiệm cận tử. Xe đạp thì được ví như cái môn xe đạp mà cái môn thể thao nó vất vả nhất của các bộ môn. Thì thi đấu trên đường lúc nào tai nạn nó cũng định gặp mình hết, nhưng mà cái này nó mình đã phải đam mê nhiều lắm mới chơi được cái môn xe đạp này. Trên đường đua chỉ cần một giây bất cần, một cú lạc tay lái là tai nạn có thể xảy ra dẫn đến những chấn thương nghiêm trọng. Nhưng dẫu sao các cuộc đua đều có đội mô tô và cảnh sát xe đường dẫn đường, còn những buổi tập thì các vận động viên xe đạp buộc phải hòa vào dòng xe cộ đông đúc mà không có bất cứ sự ưu tiên nào, dù là ở câu lạc bộ hay là đội tuyển quốc gia. Bởi để đảm bảo phong độ cũng như duy trì thể lực, trung bình mỗi ngày các cua rơ phải tập chạy hàng trăm km, và ở những con đường như thế này họ không được phép lơ là. Điều này thì anh em nhà họ Lê hiểu hơn ai hết. Trên đường đua xe đạp thì nguy hiểm và tai nạn luôn rình rập, và mình cũng đã từng bị tai nạn năm 2012 và cũng có ý định từ bỏ bộ môn xe đạp này để đi kiếm một nghề nào khác cho nó phù hợp hơn. Và nhưng sau khi phục hồi chấn thương thì vẫn đam mê xe đạp và đã trở lại với nó, từ bỏ không được. Đó là cú tai nạn kinh hoàng của Lê Nguyệt Minh tại cúp truyền hình năm 2012. Với ý đồ bứt tốp, Nguyệt Minh nhấn bàn đạp tăng tốc, nhưng do bị khuất tầm nhìn nên anh đã lạc tay lái đâm thẳng vào rào chắn thép bên đường, khiến anh gãy xương đòn vai, gãy tay trái và gãy xương đùi trái, buộc phải phẫu thuật. Chứng kiến em trai bất tỉnh, Lê Văn Duẩn đã khóc, nhưng nhiệm vụ không cho phép anh bỏ cuộc. Duẩn nước mắt chảy và anh đã thắng trận đó như một món quà tinh thần động viên người em. Cảm xúc đó, lúc đó với Duẩn thì rất là buồn. Cái đó mình tại vì vô thi đấu rồi, nó giống như là một người đồng đội hết rồi. Khi mà đồng đội mình mất ai thì mình cũng rất là buồn. Nhưng mà đặc biệt này Lê Nguyệt Minh nữa, cảm giác lúc đó thì chỉ biết còn cố gắng đạp thôi, nhưng chỉ biết cố gắng để đạp gì đến. Lê Văn Duẩn kinh nghiệm và già dơ hơn em trai. Những tháng 4 2018 vừa qua, Lê Văn Duẩn cũng đã dính tai nạn nghiêm trọng. Đứng dậy sau cú ngã xe tại cúp truyền hình để cố về đích, nhưng sau đó cua rơ sinh năm 1987 này đã phải nhập viện cứu vì tràn khí tự do màng phải, gãy cung xương sườn sáu bên phải. Lúc mình thấy anh trai của mình bị tai nạn thì lúc đó thì mình lo lắm, thì vì thường thường là tai nạn xảy ra thì nó bình thường, và nếu như tai nạn mà nó không có gì mà nguy hiểm thì chắc có lẽ thì sẽ vài phút thôi thì thấy người đồng đội của mình trở lại tấp đông. Nhưng mà cái lần tai nạn đó của anh Dũng thì sau khoảng 30 phút mới thấy anh Dũng vô tấp đông, mà với tinh thần mệt mỏi lắm nên hơi lo. Thì tai nạn của anh Dũng là trận hôm trước, qua trận hôm sau thì mình đã cố gắng để giành chiến thắng trận đó để dành tặng cho anh trai của mình. Những cú tai nạn rất nặng tưởng như phải giã từ sự nghiệp, nhưng bằng niềm đam mê và nghị lực phi thường, anh em nhà họ Lê vẫn biết cách dìu nhau đứng dậy, nhấn bàn đạp và tiến về phía trước. Hơn bất cứ danh hiệu nào, có lẽ đây là điểm mà người ta cảm phục nhất ở họ.
nếu nhắc lại vấn đề của Lê Nguyệt Minh thì gãy bộ xương chân, chúng tôi đánh giá phải bỏ đường đua, nhưng chưa đầy một năm sau em đã quay lại, đó là sự nỗ lực tuyệt vời. Nhưng tiếp theo nếu nhắc lại Lê Văn Duẩn thì thật sự nếu nói nhiều có lẽ tôi sẽ khóc, vì tôi không thể tưởng tượng được một Lê Văn Duẩn bị tai nạn, và chúng ta có thể hiểu rằng chỉ sơ sẩy một chút xíu thôi là phổi anh sẽ lụng và anh sẽ đột quỵ xuống. Nhưng với cái quyết tâm, với cái tinh thần thi đấu của một vận động viên, anh đã cày 80 km đường đua để về cán đích, và chúng ta thấy chỉ không phải một thời gian ngắn Lê Văn Duẩn đã trở lại đường đua. Đôi khi những người trong trường hợp như vậy thì đôi khi người ta sẽ ảnh hưởng rất nhiều về tâm lý, ảnh hưởng rất nhiều về thể lực và cảm xúc. Nhưng những cái chặng đua sau đó, sau khi mà mình ngã thì Duẩn trở lại mạnh mẽ hơn, và thậm chí là anh giành chiến thắng chặn. Cũng như là năm 2018 này, khi mà Duẩn gặp sự cố ở Huế, Minh cũng đã giành chiến thắng ở chặng ski vòng quanh thành phố Huế. Và trong cơn mưa, tôi còn nhớ là trong cơn mưa, thì Minh cũng rơi nước mắt về và nói khi đề cập đến người anh mình. Em rất là một đồng đội, em là một người anh của Lê Văn Minh và một đồng đội Lê Dũng, thì em rất là ngưỡng mộ cặp đôi này vì họ có một tinh thần thi đấu rất là tốt và ý chí là kiên cường. Vì nếu một vận động viên khi gặp những chấn thương thì họ sẽ rất là khó vượt qua, nhưng cặp đôi này không những vượt qua được mà cặp đôi này còn trở lại thi đấu rất là mạnh mẽ và có những thành tích tốt. Lê Văn Duẩn đã bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp với đầy đủ hương vị chiến thắng cũng như vị đắng trên những cung đường từ trong nước ra khu vực, trong khi Lê Nguyệt Minh vẫn còn đang ở độ chín, chưa một lần chiến thắng ngoài lãnh thổ Việt Nam, nên mục tiêu của anh em có khác khi hướng về phía trước. Mục tiêu phấn đấu của Minh bây giờ là cố gắng thi đấu hết mình với đồng đội và tiến xa hơn trên đấu trường nước ngoài. Mục tiêu tiếp theo của Duẩn thì chỉ cố gắng chơi để hỗ trợ mình trên những cung đường sắp tới. Mục tiêu có khác nhưng vẫn là vì nhau. Lê Văn Duẩn sở dĩ chưa thể rời yên xe vì niềm đam mê, và cũng là vì người em trai Lê Nguyệt Minh cần anh hỗ trợ để ngày một hoàn thiện hơn. Duẩn thì ở đội tuyển quá lâu rồi, Duẩn ăn huy chương vàng SEA Games mà không những mà ăn rất là nhiều giải, không phải là giải nhất mà nhì ba châu Á rồi cũng có. Nhưng mà riêng Minh thì tại vì cái khả năng leo đèo của mình không bằng Duẩn. Năm nay là mà trên huấn luyện viên đội tuyển là có những cái tour, năm nay là nếu mà mình muốn vào lại đội tuyển thì mình phải khắc phục cái đường đèo đó thì mới được gọi là đội tuyển, chứ nước rút không cũng được mà phải toàn diện thêm chút xíu là phải khả năng leo đèo. Lê Văn Duẩn, Lê Nguyệt Minh, em ngã thì anh nâng và ngược lại, họ như cặp song mã trên cung đường vạn dặm, cùng vượt khó khăn, cùng tiến lên phía trước và cùng lên đỉnh vinh quang.